Chuyển bánh cá về ông chơi chứ ông đi đâu? Giờ đâu có đi lặn bán chứ. Bồ phao bọng đồ này kia thằng tùm lum. Người ta giãn cách xã hội mà đi lặn biển là đi 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 lặn cá. Ninh Hòa đó. Ninh Hòa nữa chứ, Ninh ở Ninh Hòa vô nữa chứ. Lỡ có gì lấy ta sao không cảm cho con giờ để con lấy cái đồ con đi về. Không có về đâu đó. Lạ kỳ chứ. Mấy ông xem thường dịch bệnh quá. Xem thường quá thì sẽ có xem thường luôn. Từ Ninh Hòa vô đây đi bắn cá. Giờ đi xuống lặn. Tôi cũng sợ mấy ông luôn rồi á. Cái ông lặn mấy ông xịt thuốc xin nuôi hay làm gì á? Giờ đâu có đâu, đi lặn bắt cua đồ về bán đó chứ. Còn này là bánh mà. Bánh như này dợt đồ. Rồi hẹn anh sáng thứ ba 10 giờ lên ủy ban dân phường Vĩnh Hòa 98 điện phủ làm việc nha. Bây giờ không biết lấy gì về nữa. Chuyện của mấy ông. Đã giãn cách mà còn vô đây làm cái gì?